Học tiếng Anh cùng bạn. Ok, hello everybody. Ok, bây giờ ta sẽ đến với cái phần Everyday English, tức là mỗi ngày học tiếng Anh. Cái bài trước ta đã có cái phần Everyday English này rồi. Thì bây giờ ta sẽ có từ social expression. Bây giờ ta sẽ dịch hai từ này đầu tiên luôn. Social expression. Rồi, chúng ta sẽ có hai từ là social và từ expression. Social là tính từ và từ expression là cách nói hay cách biểu đạt, cách biểu lộ, cách thể hiện, tức là cách nói chuyện trong xã hội. Social expression là cách giao tiếp trong xã hội, cách nói chuyện, cách ứng xử trong xã hội. Social expression. Thì chúng ta thấy là social, cái từ social này nó là tính từ, social là tính từ, và expression là danh từ. Thì chúng ta sẽ thấy một cái cấu trúc nguyên tắc ở đây là tính từ luôn luôn đứng trước danh từ trong tiếng Anh như vậy. Các bạn thích nốt ngay, nha, là tính từ luôn đứng trước danh từ. Đấy, khi ghép nó vào nhau trong một câu hay trong một đoạn văn hay trong bất cứ đâu, tính từ luôn đứng trước danh từ. Social expression. Ở đây chúng ta sẽ có những từ như sau, thì các bạn nên chép vào, nó không tra không dịch này rất mất thời gian. Nhất là từ would đáp từ luôn. Would đáp từ đây là nối âm. Nối âm nhé. Đáp từ luôn. Đấy. Theo là good night, good evening, good morning, good bye. Good là tốt. Các bạn biết là good là tốt. Các bạn học trong cái bài đầu tiên nhé. Các bạn hỏi về skin mà hỏi về sức khỏe đấy, nói là I am good thì có nghĩa là tôi rất là tốt. Thì good có nghĩa là tốt. Đấy, good có nghĩa là tốt. Có từ afternoon. Afternoon là buổi chiều. Ta có từ noon là buổi trưa. After là sau trưa, tức là chiều. Afternoon là buổi chiều. Nhá, các bạn nhớ này, ghi luôn vào. Cái này nó không tra đâu, lộc không tra, bởi vì cái này nó sẽ là everyday English, tức là bạn phải dùng nó hàng ngày. Nên các bạn học thuộc luôn chứ không phải tra cái từ này làm gì cả. After. After là sau. Noon là trưa. Tức là sau trưa là gì? Sau buổi trưa là gì? Là buổi chiều, đúng không? Afternoon sẽ buổi chiều. Các bạn ghi nhanh nhanh như vậy. After là sau, noon là trưa. À, chữ N này, N này, là trưa. Thì afternoon là buổi chiều. À, ghi ngay vào. The night là buổi tối. Đó, the night là đêm, là muộn, đêm muộn. The evening là buổi tối. The morning là buổi sáng. Và có từ bye là tạm biệt. Từ bye tạm biệt, ghi rõ. Thì ở đây chúng ta sẽ có là thứ nhất là từ morning là buổi sáng. Thì buổi sáng ta là sẽ từ 6 giờ sáng đến tầm khoảng tầm 11 giờ, 10 giờ đến tầm 10 giờ là buổi sáng, đúng không? 10 giờ 10 rưỡi gì đó. Thì theo người Việt ta thì người Tây cũng thế. Thì tương tự như vậy thì buổi trưa tức là từ noon. Noon là buổi trưa thì khoảng tầm từ 11 giờ cho đến 1 giờ chiều thì là buổi trưa, đúng không? Thì afternoon thì bắt đầu sẽ từ 1 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều. Đó. 5 giờ chiều thì sẽ là afternoon, là buổi chiều. Thế còn evening là buổi tối. Buổi tối sẽ là từ 6 giờ tối, đúng không? 6 giờ tối cho đến 9 giờ tối, 10 giờ tối. Thế còn từ 10 giờ tối trở ra là đêm rồi. Này, là đêm. Cho đến sáng hôm sau là đêm. Thì ta sẽ có những cái câu này là câu chúc hay gọi là câu chào luôn. Ví dụ là buổi chiều tốt lành, afternoon là buổi chiều, good là tốt, thì buổi chiều tốt lành thì ta là, thì ta sẽ dịch trong tiếng Việt là buổi chiều tốt lành, nhưng dịch như thế nó không hay. Ta dịch là chào buổi chiều. Chào buổi chiều. Thì, hoặc là dịch là buổi chiều tốt lành cũng được, nhưng mà trong cái trường hợp nào đó thôi. Ví dụ là trong trường hợp là nó lịch sự hay trang trọng hay như thế nào, hay là chào công chúng hay là chúc các bạn buổi chiều tốt lành. Ví dụ như có một diễn giả đứng trên bục giảng và chào good afternoon everyone, buổi chiều tốt lành cho tất cả anh chị em. Đấy. Thì tức là cái lời chào thì bằng lời chúc luôn. Đấy, như vậy người tiếng Anh, người Anh, người nước ngoài, người ta dùng cái chào bằng chúc luôn, chào là bằng chúc. Thế còn tức là dùng chào để chúc, nhưng người Việt chúng ta thì là chào, là chào, chúc là chúc, chào với chúc không liên quan. Nhưng người nước ngoài thì lại chào bằng chúc, chúc bằng chào. Như vậy thì tương tự như vậy ta biết rồi, night là đêm, thì nó là good night thì sẽ là chúc đêm tốt lành, không, cái lúc đêm người ta phải đi ngủ rồi, đúng không? Thì đây nó sẽ thành là chúc ngủ ngon, good night tưởng chúc ngủ ngon, còn không biết là đêm các bạn hay ngủ hay không, nhưng mà nó cứ chúc good night. Còn đa phần là dịch tiếng Việt ta sẽ dịch là chúc ngủ ngon, còn đêm các bạn thức, các bạn làm gì đấy là vợ chồng các bạn là bạn tự biết. Ví dụ vậy, tương tự như vậy ta sẽ có là good evening.
Good evening là chào buổi chiều, đúng không ạ? Buổi chiều, chào buổi chiều. Good evening là chào buổi tối hay là buổi tối tốt lành. Đấy. Buổi tối thì thường nằm xem TV thôi, có việc gì đâu mà phải chào, phải chúc tốt lành. Xem TV phải chúc tốt lành. Đấy. Người nước ngoài họ thế. Đấy. Good morning là buổi sáng. Đấy. Và buổi sáng tốt lành. Đó. Buổi sáng tốt lành thì tức là một ngày tốt lành rất tuyệt vời, đúng không ạ? Buổi good morning rất hay dùng. Và ta thường gặp nhau người nước ngoài ta vẫn thường chào nhau như vậy. Good morning sir, good morning lady, hiểu chưa? Rồi, goodbye là tạm biệt, goodbye tạm biệt. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái phần hội thoại là 1, 2, 4, 5. Thì tính là good morning, chào buổi sáng, tức là cái thằng này nó đi làm nó chào sếp. Đấy, chào buổi sáng sếp. Thế thì bà này thế là good morning, thì bà này cũng phải good morning lại thôi, đúng không? Good morning Mr. Brown. Thế là mình đoán như thế, điền good morning vào đây. Bức tranh số 2. The Grand Hotel, một thằng gọi điện đến nhà nghỉ. Ý là không biết là gọi điện nhà nghỉ đặt phòng hay là đã để quên cái gì không biết, ý là gọi điện nhà nghỉ. Thì thường người ta bắt máy người ta sẽ gọi alo, người Việt Nam mình sẽ alo, nhưng người nước ngoài ta không alo mà người ta sẽ good morning luôn, hoặc là good after luôn, hoặc good cái gì đó luôn. Đấy, tùy. Thì chúng ta nhìn thấy đây là 2 rưỡi chiều thì sẽ là gì? Thì sẽ điền vào đây là good afternoon. Đó, good afternoon. Good afternoon The Grand Hotel, đúng không ạ? Thì tương tự như vậy thì ông này cũng phải good afternoon lại, nó good afternoon mình thì mày mình phải là good afternoon lại nó chứ, đúng không? Người ta nhìn thấy ánh trăng ở ngôi sao thì là đêm rồi, hai người này chúc nhau ngủ ngon, tức là không ngủ với nhau thì mới chúc, đúng không? Còn ngủ với nhau thì không chúc rồi. Đây có từ madam, ta có từ madam là từ mới nhá, từ madam. Ta có từ sleep và từ chilly, chilly. Yeah. Ta có từ madam, sleep, chilly. Từ madam nó nói về một người phụ nữ rất là sang trọng, tức là quý bà, đấy, quý cô, đấy, hay là phu nhân. Tức là từ madam dùng cho một người nữ giàu có, sang trọng, lịch sự, hay là một khách hàng. Khách hàng của các bạn đi vào cửa hàng các bạn không biết là nó giàu hay nó nghèo, các bạn chỉ thấy trông nó vào nó mua hàng rồi là các bạn chơi luôn. Đấy, good afternoon, good morning, madam luôn. Đấy, madam, madam, madam. Đấy. Cảm giác như là một từ tương đối là lịnh bợ, tương đối là lịnh bợ. Sleep, the sleep thì nó là danh từ và cũng là động từ. Danh từ thì là giấc ngủ, còn động từ thì là đi ngủ, nói chung là ngủ. Đấy, còn thức thì không cần biết. Đấy, thức thì hôm nay ta học sau nha, ta chỉ học sleep là ngủ đã. Tiếp theo ta có từ journey. Journey thì cũng giống như sleep, có nghĩa danh từ và có nghĩa động từ, nó có nghĩa là du lịch. Đấy, đi du lịch, nó có nghĩa là du lịch, một cuộc du lịch, hoặc là đang đi du lịch, hoặc là đi du hành. Đấy, nó là như vậy. Journey hay một chuyến đi, một chuyến đi, chuyến đi thì là danh từ đó, hay là thực hiện một chuyến đi, thực hiện một chuyến đi, đang thực hiện một chuyến đi. Journey. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe và xem ta điền nó đúng không, ta đã điền đâu. Bài số 3 này em, buổi tối ta sẽ điền gì? Buổi tối là điền good night. Và số 4 là gì? Số 4 là sleep well, chúng ta nhìn sleep well. Đấy, buổi tối hoặc là good evening, một trong hai cái đó thì mình nghĩ là good evening thì đúng hơn vì hai người vẫn đang còn thức. Bây giờ ta sẽ nhìn thấy ở đây nó có từ sleep well, sleep là ngủ, thì có phải đi ngủ thì phải chúc ngủ ngon, thì thế là good night là chúc ngủ ngon rồi. Have a good journey thì các bạn chép ngay cái câu have a good journey vào nhá. Good là tốt, vừa học rồi. Good là tốt, còn have là có, là sở hữu một cái gì đó, có hay sở hữu một cái gì đó. Từ have này nó nói là tôi đang có một cái gì đó, ví dụ như tôi có rất nhiều tiền, I have a lot of money, tôi có rất nhiều tiền. I have là tôi có, tôi have là có. À, thì ở đây chúng ta sẽ chép luôn cái câu này, chép ngay lập tức câu này vào, các bạn chép ngay. Thì đây là một câu thành ngữ của người nước ngoài là chúc chuyến đi tốt lành, have a good journey, có một chuyến đi tốt lành, good journey là chuyến đi tốt lành, có một chuyến đi tốt lành. Đấy, thành ngữ luôn, có một chuyến đi tốt lành, hay chúc các bạn có một chuyến đi tốt lành. Thì đã nói là đi thì thường là goodbye, tạm biệt nhau, goodbye đó. Đấy, nào thế là ta sẽ check nha. Tape script 3.9 1. Good morning. Good morning, Mr. Brown. 2. Good afternoon, the Grand Hotel. Good afternoon. 3.
Good evening, madam. Good evening. 4. Good night. Good night, Peter. Sleep well. 5. Goodbye. Goodbye. Have a good journey. Ok, rất dễ đúng không ạ? Không có gì khó cả. Các bạn muốn nghe lại thì tự tua nhé. Bây giờ ta sẽ cố gắng học lốt cái bài này để bài sau là sang Unit 4 luôn. Đó là lắng nghe và hoàn thiện các đoạn nội thoại. Thế nên cho ta các đoạn nội thoại và cho ta các từ mới. Thứ nhất, the pardon. Thứ hai là don't understand. 3 là don't know. 4 là sorry. 5 là thank you. Thì sorry là xin lỗi. Các bạn ghi ngay. Sorry là xin lỗi. Thank you là cảm ơn. Cái này mình không dạy các bạn nữa. Cái này quá dễ và đơn giản. Thì ta sẽ có pardon. Don't understand. Don't know. Pardon nó là danh từ. Và nó cũng là động từ luôn. Danh từ nó là sự thứ lỗi. Còn động từ nó là thứ lỗi. Tức là khi mà các bạn cảm thấy có lỗi một người nào đó thì các bạn pardon me. Đó. Me là tôi. Đó. Pardon me. Pardon. Xin thứ lỗi cho tôi. Thì nói chung là ví dụ như là có ai đó vay tiền các bạn chẳng hạn, các bạn không có để cho họ vay, hoặc là các bạn nói dối họ không cho họ vay, hiểu không? Các bạn nói là pardon me, pardon, thứ lỗi cho tôi. Tiếp theo có từ understand. Từ understand là một động từ nói về việc bạn có hiểu hay không, có nắm bắt được hay không. Không hiểu, không nắm bắt được, ví dụ lộc dạy các bạn thì các bạn không hiểu hay là hiểu thì dùng understand. Tiếp theo có dùng từ know. Từ know là một động từ mang nghĩa là biết. Một từ là hiểu, một từ là biết. Thì khi nào là hiểu, khi nào các bạn dùng biết, khi nào các bạn dùng hiểu. Hiểu là khi mà các bạn chưa biết lộc nói cho các bạn thì các bạn hiểu và biết thì nên là dùng thì các bạn mới biết thì là người ta dùng hiểu. Thế còn mình nói các bạn đã bảo biết rồi thì là các bạn ok rồi các bạn. Thì đấy, know này thì từ know. Know. Một từ là understand. Stand, understand. Trọng âm mà nó, trọng âm stand. Nè, từ pardon. Pardon. Ok, thì bây giờ các bạn nhìn vào đây. Các bạn sẽ thấy là anh ơi, trước cái từ understand và từ know nó có chung một cái từ đó, từ don't. Từ don't này có nghĩa là gì? Thì từ don't này là từ do not. Thì ta có từ do là làm. Do hai chấm là làm. Nhá, do. Ở đây không đọc là do hay là đo mà do, đọc là do nhá. Do là làm. Do not là không, không làm được hay không thực hiện được. Do not là không làm. Do not là không làm, không thực hiện, không thực hiện được cái hành động. Đấy, sau đó bạn hiểu ý mình nói chưa? Đấy, understand tức là gì? Do not viết tắt là don't, và do not này viết tắt là don't. Do not viết tắt là don't tức là không làm, không thực hiện được. Là, ví dụ understand là hiểu, thì do not understand, don't understand là không hiểu, know là biết, do not, don't know, thế thôi. Yeah. Đấy. Thế tương tự bài bảo à, thế em hiểu rồi, em hiểu rồi, em hiểu rồi, thế em hiểu rồi, pardon là thứ lỗi, don't pardon là không thứ lỗi, à, em sẽ không thứ lỗi, em sẽ không tha thứ ai hết, em là con người như thế, cố chấp. À. Ví dụ vậy các bạn, thì ta có dùng từ don này đặt trước bất cứ một động từ nào. Yeah. Sleep mà ngủ, don't sleep mà không ngủ, không có thức, thức thì chơi, ha, như vậy, don't sleep, không ngủ, vân vân, chú quý vân vân, yeah. Tất cả các động từ là bạn thích cho vào, không ăn, không làm, không chơi, không yêu, như vậy, tùy. Rồi, bây giờ ta sẽ có là, what's it in English? Các bạn có này nghe quen không? What's it in English? Câu này nghe quá quen đúng không? Ta học trong bài this is rồi, this is rồi, đúng không? This is đã học rồi. What's it in English? Đã học về hamburger, về house, còn nhớ lại những từ đấy chưa? Computer, nhớ lại chưa? Ok nhá. Thì it is a dictionary, it's a dictionary, dictionary chính là từ điển. Dictionary từ điển, các bạn chép ngay từ này vào và ghi chữ từ điển bên dưới. Dictionary, dictionary, dict là y ngắn, son là âm s và chữ n là son. N là âm ư, ri là âm y ngắn. Dictionary, it's a dictionary. Nó là một cuốn từ điển, từ điển. Hogihina, hogihina chấm hỏi. Hogihina là cái gì? Đấy, xong rồi sẽ trả lời là
I don't understand, I don't understand, tôi không hiểu. Đấy. Hay là I don't know, tôi không biết, tùy các bạn điền vào. Rồi, what's your name? My name is Manuel from Spain. Đấy, như vậy. What's it in English? I don't know. Ở đây chúng ta sẽ có còn lại, từ còn thank you, còn pardon, sorry, ta điền xem điền đây phù hợp không. Homework is on pay. Homework, homework ta là từ này từ mới nhỉ. Home là cái nhà, work là làm việc. Đấy. Homework không phải là làm việc nhà mà là bài tập về nhà. Ta từ homework là danh từ bài tập ở nhà, bài tập để làm ở nhà hay bài tập về nhà. Bài tập về nhà. Đấy. Homework. Có những cái bài tập ta phải làm trên lớp, có cái là về nhà mới làm. Homework is on page. Ta hỏi anh còn từ pay nữa. Từ pay. Page là danh từ trang. Trang giấy đấy. Đấy, trang sách, trang vở, trang gì tùy các bạn, tức là trang, nó chung đấy. Thì ở đây là is on, on là bên trong, is on ta học rồi đúng không? The homework là bài tập về nhà, thì ở trong is on trang sách, đấy, trong trang sách nó chỉ vào đấy, trang sách gì đấy? Of the workbook của sách bài tập. Workbook, sách bài tập, các bạn biết luôn từ này. Sách bài tập, workbook, sách bài tập. Workbook, book là sách, ta học từ book là sách rồi đúng không? Thì work là làm. Đấy, bài tập, chú quy các bạn này. Book là sách, workbook là sách bài tập. Đấy, ghi ngay là trước hết hôm nay các bạn sẽ học từ work. Work là danh từ làm việc. Làm bất cứ một việc gì đó thì gọi là work. Làm việc nhà, hay việc công ty, hay là đi làm, bất cứ cái gì thì ta dùng cái từ work này. Thì homework là làm ở nhà, workbook là sách để làm, là sách bài tập. Đấy, thì các bạn là bài tập về nhà, sách bài tập. Từ page này 3.3 này tức là nghe không rõ chẳng hạn, thì sẽ pardon hoặc sorry. Pardon hoặc sorry thứ lỗi hoặc là xin lỗi, xin lỗi cô giáo đấy. Đấy, pardon me, xin lỗi thứ lỗi cho em. Homework is on page 30. 30 là số bao nhiêu? Homework is on page 30. Ở dưới bước bước số bao nhiêu bạn đoán đi, số bao nhiêu? 30 đúng không? 30. Đấy. Thì trả lời là yes or no. Yes or no thì các bạn, nếu các bạn là cô giáo. Ok, thì chúng sẽ lắng nghe và kết thúc bài này đây nhá. Điền nó vào. Tape script 3.10. 1. What's this in English? I don't know. It's a dictionary. 2. Hogy hívnak? I don't understand, sorry. What's your name? My name's Manuel. I'm from Spain. 3. The homework is on page 30 of the workbook. Pardon? The homework is on page 30 of the workbook. Thank you. Tape script 3.10. 1. What's this in English? I don't know. It's a dictionary. 2. Hogy hívnak? I don't understand, sorry. What's your name? My name's Manuel. I'm from Spain. 3. The homework is on page 30 of the workbook. Pardon? The homework is on page 30 of the workbook. Thank you. Tape script 3.10. 1. What's this in English? I don't know. It's a dictionary. 2. Hogy hívnak? I don't understand, sorry. What's your name? My name's Manuel. I'm from Spain. 3. The homework is on page 30 of the workbook. Pardon? The homework is on page 30 of the workbook. Thank you.